Để vô thôi. Trong hoạt động nuôi tôm thương phẩm, con tôm giống là yếu tố giữ vai trò quyết định việc thành công hay thất bại của người nuôi tôm. Do đó, việc lựa chọn con giống đúng quy cách, sạch bệnh, có sức đề kháng cao, kích thước đồng đều, đảm bảo sự phát triển nhanh vượt trội phải được quan tâm hàng đầu. Trung tâm sản xuất tôm giống Nam Đại Dương có biện pháp ngăn ngừa nhiễm khuẩn nghiêm ngặt bằng hệ thống kiểm soát phân đoạn theo từng khu vực như khu xử lý nước biển, khu nuôi cải tảo, khu nuôi luân trùng, cultivar, khu nuôi tôm bố mẹ, khu sản xuất tôm bố, khu kiểm tra chất lượng và đóng gói. Hệ thống kiểm soát này đảm bảo mỗi con tôm giống khi đưa ra thị trường đạt được chất lượng tốt nhất, không nhiễm bệnh, phát triển nhanh và có sức đề kháng cao. Trước hết, nước biển được kiểm tra an toàn chất lượng, sau đó được đưa vào hệ thống xử lý, làm sạch bằng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như công nghệ lọc ngược tạp chất, xử lý khử trùng trong ao lắng, hệ thống lọc cát, lọc tuần hoàn bằng diatomin, ozone, lọc than hoạt tính và khử trùng bằng tia UV. Sau quy trình nghiêm ngặt này, nước biển đã qua xử lý phải được kiểm tra chất lượng một lần nữa, đảm bảo chất lượng nước tối ưu nhất mới đưa vào sử dụng. Các cặp tôm bố mẹ SIS Hawaii đuôi đỏ chất lượng tốt nhất ở Nam Đại Dương được nhập khẩu trực tiếp 100% từ công ty SIS Hawaii Hoa Kỳ, không qua bất kỳ công ty trung gian nào, do đó hạn chế được hầu hết những bệnh mà con tôm tại các quốc gia châu Á đang gặp phải như hội chứng chết sớm, vi bào tử trùng, hội chứng Tora, v.v. Tôm bố tại Nam Đại Dương được nuôi trong môi trường khép kín hoàn toàn, sử dụng các công nghệ kiểm soát hiện đại và được giám sát bởi đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên kinh nghiệm, chuyên nghiệp. Nguồn thức ăn cho tôm bố tại đây là những loại tốt nhất có nguồn gốc rõ ràng như tảo tươi, thức ăn tổng hợp Inver, Artemia, 5 sao Hoa Kỳ. Các loại thức ăn này cung cấp đầy đủ các thành phần dinh dưỡng và các nguyên tố vi lượng tạo sức đề kháng cao cho con giống. Thức ăn tổng hợp và Artemia cho tôm bố được Nam Đại Dương nhập khẩu hoàn toàn từ nhà sản xuất Inver và những tập đoàn danh tiếng ở Hoa Kỳ nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất. Nhằm không để con giống kém chất lượng đến với khách hàng, nên khâu kiểm tra chất lượng được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Nam Đại Dương đã đầu tư các phòng thí nghiệm hiện đại với đầy đủ các cơ sở vật chất tốt nhất cùng đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm được đào tạo bài bản liên tục, kiểm tra tình hình sức đề kháng và sự